Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay. Thì như các bạn đã biết á, mình dạo này gần đây á, thì mình đang thí nghiệm thử nuôi một số em tép kiểng. Và những em tép kiểng này á, thì nó bắt buộc phải cần có một hệ thống lọc để tạo được một cái môi trường vi sinh, với như là cái môi trường mà sống tốt nhất có thể. Nhiều khi nó còn sạch sẽ và khó chịu hơn các bạn nuôi cá nữa. Do đó, hầu hết tất cả những hồ tép kiểng của mình đều phải có một cái hệ thống lọc và môi trường vi sinh rất là tốt. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm như thế nào mà mình có thể chế tạo được một cái hệ thống lọc bio vi sinh như thế này mà nó rất là rẻ tiền. Đó, nó rẻ giống như là cho không các bạn luôn. Rồi, đầu tiên để bắt đầu làm cái hệ thống lọc bio này thì các bạn cần cho mình một cái hũ đựng. Đó, thì các bạn có thể xài bất cứ hũ nào các bạn muốn, là vuông, tròn, méo hay là ngắn, nhỏ gì cũng được. Nhưng mà thường thì mình sẽ chọn cái hũ mà đựng súp như thế này. Bề ngang nó tầm cỡ bằng một hơn một gần bằng gang tay của mình. Đó, cái này thì rất là phổ biến. Bạn nào mà đi ra mua ba cái súp mà mang về nhà ăn hay gì đó là các bạn sẽ có một cái hũ như này, hoặc là ly, gọi là ly nước mía khổng lồ á. Đó, ly như vậy. Rồi, cái thứ hai nữa đó chính là một cái ống nhựa. Ống nhựa mà không có bị đập ruột. Ống này thì mình nghĩ là các bạn ra một chỗ mà bán vật liệu xây dựng á, thì mua mấy ngàn người ta cắt cho một ống nhỏ dài. Thì kích cỡ thì các bạn có thể chọn cỡ bằng khoảng này, là đường kính bao nhiêu, mình không biết là gọi đường kính bao nhiêu nữa. Nói chung là nó to hơn này chút xíu cũng được đó, nhưng mà ít nhất là cũng phải bằng cái này. Đó, các bạn thấy không? Nó cũng khá là bự, bằng cái nắp chai. Nói như vậy các bạn dễ hiểu hơn nè, bằng cái nắp chai trở lên nhé, to hơn xíu cũng được. Rồi, cái nguyên liệu kế tiếp đó chính là bông lọc. Bông lọc thì các bạn biết rồi đấy, xài bông lọc nuôi cá cảnh, bông lọc nào cũng được, hoặc là các bạn có thể xài cái bông lọc này, là một loại cao cấp hơn xíu, màu đen này, nó mắc tiền hơn này, nhưng mà các bạn có thể tái sử dụng được. Có nghĩa là các bạn có thể bóp và vặn rửa, sau đó các bạn sử dụng lại được. Còn hàng này á, thì đa số là người ta sẽ vứt đi. Còn tại vì lúc một thời gian tái sử dụng á, nó sẽ bị hư dở. Đó. Nhưng mà thường rất là lâu mình mới phải bỏ hàng này. Rồi, cái kế tiếp đó nữa là các bạn cần cho mình một cái máy khoan. Máy khoan thì các bạn hỏi ba má hoặc là mấy anh lớn trong nhà, hoặc là các bạn có thể đi mượn của chú bác gì đó là được. Rồi, cái kế tiếp nữa là cái thứ năm, cái lộn mà cái thứ ba. Đây là một cái ống sủi oxy đó, đầu sủi oxy như thế này, và một cái dây thổi oxy. Dây thì các bạn không nhất thiết phải làm dài như cái mình đang có ở đây nha các bạn. Các bạn chỉ cần kích cỡ vừa đủ là được. Tí nữa mình sẽ nói cho các bạn kích cỡ vừa đủ như thế nào. Rồi, một cái nguyên liệu rất là quan trọng đó chính là cái hệ thống chứa đựng vi sinh của mình. Các bạn có thể xài bất cứ vật liệu đá lọc nào, nhưng mà riêng mình thì mình sẽ thích nhất là xài đá lọc của đá nham thạch. Tại vì thứ nhất nó rẻ tiền, cái thứ hai á, nó rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Và tụi tép kiểng nó rất là thích kiểu như là gặm nhấm cái miếng đá này, không biết nó có ăn được hay không. Nhưng mà mấy cái đá lọc này á, nó sẽ tạo ra được một số chất khoáng chất mà tụi tép kiểng rất là thích. Nên các bạn chọn đá lọc này á, nó rất là phù hợp dành cho cái hệ thống lọc của các bạn. Đầu tiên á, thì mình sẽ sử dụng cái ống nhựa này trước, cái ống mà thoát nước này nè, với cái ly đựng là hệ thống lọc. Thì mình sẽ để như vậy. Các bạn thấy mình để không? Để như vậy, sau đó là các bạn căng. Thì từ trên miệng ống này lên tới cái khúc mà để các bạn thấy ngón tay mình đang để không? Thì nó cắt khoảng chừng tầm mình đoán tích tầm 10cm thôi, không có nhiều. Nói chung các bạn để dài hơn chút xíu cũng được, hoặc ngắn hơn chút xíu cũng được, nhưng mà mình thấy như vậy là nó ổn nhất. Đó, cỡ này là mình thấy là ổn. Rồi, khi mà các bạn có được cái kích cỡ mà các bạn muốn thì bây giờ cắt nó ra. Thì mình sử dụng cái thằng cắt này, nó khá là tiện dụng và khó mất công để dùng cưa. Các bạn dùng cưa thì nó hơi bị vụn lung tung, mình không có thích lắm. Đó, cắt thằng này nó giống như cái kéo vậy á, kìm gọi là kéo lực hả. Đó, nó đơn giản mà dễ cắt nữa. Rồi sau khi mình có được cái ống mà có kích cỡ độ dài mà mình muốn nữa, thì bắt đầu mình tiến hành cái bước thứ hai, đó chính là sử dụng cái máy phay này. Đó,
bắt đầu mình sử dụng máy khoan này á, thì các bạn khoan cho mình một lỗ từ bên này qua bên này. Sau khi các bạn dùng máy khoan á, thì các bạn sẽ khoan những cái lỗ mà sẽ có thành quả giống như mình nè, khoảng chừng một nửa cái cây thôi, không có nhiều. Đó, nói chung bạn đo cho mình là một nửa cái này, bạn khoan là một nửa thôi, không cần nhiều nhé. Đó. Và các bạn nhớ là mấy cái miếng mà nó có mấy cái cạnh cạnh á, các bạn lấy con dao chà nhẹ cái và rửa sạch cái ở trong này luôn. Trong này nó cũng có mấy cái cạnh cạnh. Rồi, sau khi được thành phẩm như thế này thì mình sẽ tiến hành bước kế tiếp. Rồi, cái bước này khá là đơn giản, đó chính là bạn đặt cái cây ống này ở giữa và bắt đầu là các bạn tiến hành cho đá lọc các bạn vô. Đá lọc á thì các bạn cứ cho hai bên hông cho mình nhé. Đó, giữ như im ở giữa như thế này. Sau bắt đầu là mình cứ lấy đá lọc rồi mình cho hai bên hông. Đó. Cho nó cố định lại cái cây này ở giữa là thôi. Rồi, sau khi cho đá lọc thì các bạn sẽ có được như vậy. Và các bạn nhớ cho mình là cho đá lọc á thì cho nó khoảng tầm một nửa thôi nha, đừng có cho nhiều quá. Tại vì mình cần sử dụng cái phần ở trên nữa. Rồi, sau khi mà các bạn cho đá lọc được một nửa như thế này thì các bạn tiến hành cho bông lọc. Bông lọc á, mình chỉ cho bạn một cái mẹo nhỏ, thường đa số bông lọc nó sẽ là hình vuông. Thì các bạn cứ đánh tơi nó ra một xíu và các bạn mở nó một cái lỗ như vậy này, bắn nó ra và đút thằng này vô. Đó. Nó sẽ gọn gàng và nó thoải mái hơn cho bạn rất là nhiều. Nếu mất công thì các bạn sẽ không biết là nên mở nó nằm ở khúc nào á. Đó. Đó, làm như vậy đây. Đó. Này. Đó, các bạn thấy không? Gần như là sắp hoàn thành rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái bước cuối cùng, đó là cái bước hoàn thành, đó chính là các bạn sẽ sử dụng những cái đá lọc tiếp mà các bạn sẽ đè nó lên ở trên này. Đè nó lên. Cái lý do đè nó lên như vậy á, để thứ nhất á là mình sẽ giữ được cái bông lọc này cho nó cố định. Cái thứ hai nữa thì nó sẽ tạo được một cái môi trường giống như là vi sinh nó sống ở trên này luôn. Đó. Và tụi tép, nó nhất là tép con hay tép lớn, nó sẽ lên đây, nó sẽ ăn, và nó sẽ ăn những cái chất ở trên này. Thì các bạn là nuôi tép thì các bạn sẽ biết tép nó sẽ rất là khoái ăn những cái giống như là mốc hay là rêu tạo gì đó nằm trên đống đá này, thì nó sẽ ăn những cái chất đó. Rồi sau khi mà các bạn đã cho đá vô trong cái hệ thống lọc này á, thì các bạn chỉ cần tiến hành cái bước cuối cùng cho mình, đó chính là cho cái hệ thống mà có cái đầu sụp oxy vô giữa như thế này thôi. Đó. Và cái dây này thì tùy theo là cái hồ các bạn nó dài bao nhiêu và nó sâu bao nhiêu, cũng như là nó có cắt cái máy thổi oxy bao nhiêu, thì các bạn sử dụng cái dây ngắn hay dài nhá. Đó lý do là sao mình nói các bạn là hãy khoan cắt. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái hệ thống lọc BioVision cực kỳ tiện lợi này dành cho hồ tháp kiện, và mình sẽ áp dụng nó ngay lập tức cho các bạn xem luôn nha. Rồi thì như các bạn thấy thì mình đã cho setup vô trong cái hồ tháp kiện của mình đây. Đó, thì các bạn thấy không? Thì đây cái ngón tay mình chỉ thì nó sẽ có một cái thổi oxy nó sẽ xuống dưới đây đúng không? Ở khúc dưới này nó sẽ có những cái đường ống và sau đó nó sẽ bị bơm ngược oxy lên thì nó tạo lực cái lực hút, và những cái nước dơ cặn nó sẽ đi đường này này, nó chạy vô đây, nó xuống dưới, nó nằm ở trong cái dòng bọc này. Bên này nó cũng vậy. Đó lý do tại sao mình nói là này nó rất là tiện lợi dành cho tép của các bạn, nhất là những em tép con nó sẽ không bao giờ bị hút vô trong cái hệ thống lọc này, tại vì nó được có một lớp bông nó cắt ngang qua rồi. Đó, thì nó rất là khá là giống với cái hệ thống lọc bio này của các bạn. Và cái chức năng của nó thì các bạn thấy thì nó rất là hiệu quả. Các bạn thấy cái hồ của nó không? Nó trong vắt, giống như là nó không có một thứ cặn bã gì ở trên nó trong vắt và nó không có một thứ gì cặn bã ở trong hồ hết. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy được là cái chất lượng oxy mà nó tạo lên kìa, rất là nhiều, nó đâu có thua xa gì một cái hệ thống lọc bio mà các bạn phải bỏ tiền ra mua. Và cái chi phí làm của
cái hệ thống này thì mình nói rồi, nó rất là rẻ và nó rơi vào tầm khoảng chừng tầm 10.000 hoặc là 20.000 thôi. Đó, nếu các bạn mua số lượng sỉ hoặc là số lượng lớn để làm cái này thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 5-7.000 kèo ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha các bạn. Các bạn thấy video này mình hay và có ích cho các bạn đó, thì các bạn đừng quên tích chi mà một like, đăng ký cũng như chia sẻ kênh của mình để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển tốt hơn đến những người đam mê cá và chuẩn bị đam mê tiết kiệm giống các bạn nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một video kế tiếp.